phần tốc độ nha. Ví dụ đây là tốc độ bình thường. Khi mà chúng ta muốn thay đổi cái tốc độ thì chúng ta có hai phần. Một đấy là phần gì ạ? Thay đổi tốc độ một cách gì ạ? Đều đặn. Thì chúng ta vào đây xong chúng ta có thể dùng ngón tay này. Chúng ta chọn lên, đây tăng tốc độ lên 30% này, 1.3 này. Được chưa ạ? Đấy. Thì tốc độ nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ nhanh hơn đều luôn. Đấy. Hoặc là chúng ta giảm tốc độ xuống 50% này là 0.5 này. Được chưa ạ? Và khi ở chuyển tốc độ xuống giảm xuống ấy, thì chúng là chỗ này ấy, là chúng ta có phần lựa chọn thêm này. Đấy là chuyển động là gì ạ? Quy trình nhanh hoặc là chất lượng tốt. Nếu mà quy trình nhanh ấy, thì khi mà chúng ta chuyển động nó sẽ có những cái gì ạ? Nó sẽ có những cái giật, nó hơi giật. Đấy. Khi mà chúng ta chọn chất lượng tốt hơn thì hình ảnh nó sẽ có cái chất lượng tốt hơn. Đây có cái phần nào chuyển động, Huy sẽ chia sẻ luôn cho anh chị em phần lớp phủ nhé. Ở đây khi mà chúng ta muốn có thêm một cái lớp nữa nằm trên cái lớp hình ảnh hoặc video này, đấy, thì chúng ta có thể chọn thêm lớp phủ. Thêm lớp phủ thì chúng ta có thể chọn hình ảnh của mình, video của mình hoặc cái ảnh động mà mình có. Hoặc chúng ta có thể chọn vào gì ạ? Thư viện. Trong thư viện thì có rất nhiều những cái hình ảnh đã có sẵn. Được chưa ạ? Những cái hình ảnh có sẵn. Những cái hình ảnh phông xanh. Những cái hình ảnh phông nền. Được chưa ạ? À, những cái hình ảnh mở đầu, kết thúc. Hình ảnh video. Những cái hiệu ứng chuyển tiếp. Rồi. Phong cảnh. Được chưa ạ? Ví dụ như là những cái phong cảnh như này. Đó. Đấy. Nó có sẵn hết rồi. Trái đất. Đấy. Đó. Hoặc là chúng ta có thể chọn vào đây, ví dụ như là run. Đấy. Đây, chúng ta có thể thêm hình ảnh. Đó. Đóng to nó ra. Rồi. Đây là hình ảnh nó quay chậm và với một cái sự rất là mượt mà rồi. Được chưa? Đấy. Hầu hết cái hình ảnh này nó đã được được quay chậm sẵn rồi. Đấy. Thì anh chị em thấy này, nếu như mà chúng ta quay bình thường ấy và chúng ta để chế độ quay chậm ấy thì nó sẽ không được mượt như này đâu, nó sẽ bị giật nếu mà chúng ta tự quay ấy. Nhưng nếu mà chúng ta chọn chế độ mà tốc độ chậm mà mượt mà ấy. Tốc độ này. Đấy. Chúng ta chọn cái chế độ là quay chậm này và chọn chế độ là gì ạ? Chất lượng tốt này. Đấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ làm cho cái hình ảnh chúng ta nó mượt hơn. Đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ mất hơi nhiều thời gian một chút. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Hình ảnh nó chạy rất là chậm, đúng không ạ? Rất là chậm nhưng mà nó vẫn mượt, nó không bị nhòe. Đó. Đây là chúng ta cắt nó ra. Đấy. Và với cái tốc độ bên này thì chúng ta để tốc độ nhanh lên. Đó. Này, rất chậm này. Đấy, chỗ này thì chúng ta lại gì ạ? Tăng tốc lên này. Đó, được chưa ạ? Rồi. Đấy, trong phần này thì chúng ta cũng thể tăng tốc nó cao lên. Đấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó chạy rất là nhanh luôn. Úi. Đấy, được chưa ạ? Rồi. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có vào phần uốn cong này. Vào phần uốn cong này thì gì ạ? Nó sẽ có lúc chậm, lúc nhanh. Ví dụ như là chúng ta gì ạ? Dựng phim này. Đấy, thì nó sẽ nhanh, xong bắt đầu nó lại chậm. Đấy. Chậm xong lại nhanh. Đó, anh em thấy ạ? Chúng ta phải vào đây chúng ta chỉnh sửa.
Cái này là gì ạ? Nó tốc độ nhanh này. Ở bên dưới này tốc độ chậm này. Được chưa ạ? Đây là tốc độ bình thường này. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái gì ạ? Cái vị trí khi nào thì nó chậm, khi nào nó nhanh. Nó nhanh xong lại chậm, xong lại nhanh, xong lại chậm. Được chưa ạ? Đấy. Đó. Chúng ta có thể có những cái đấy, lại nhanh này, xong lại chậm này, xong lại nhanh này, xong lại về bình thường. Được chưa ạ? Đấy. Đó. Hoặc là hình viên đạn này. Đó. Đi bình thường xong rồi nhanh xong lại về bình thường. Hoặc là dựng máy này, chậm này, xong rồi nhanh này, xong rồi chậm này. Đó. Được chưa? Rồi lúc đầu thì nhanh, xong lúc sau thì chậm. Đấy, lúc sau về bình thường. Đấy, lúc đầu bình thường. Đấy, lúc sau lại lên nhanh. Đó, được không ạ? Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chọn vào tùy chỉnh. Chúng ta có thể tùy chỉnh. Đấy, ví dụ như là chúng ta gì ạ? Lúc đầu thì bình thường này. Đấy, xong bắt đầu là nhanh này. Xong lại về bình thường này. Được chưa ạ? Đấy, hoặc là gì ạ? Lúc đầu thì chậm này. Sau là nhanh này. Xong về bình thường này. Đấy. Hoặc là gì ạ? Lúc đầu thì chậm này. Xong nhanh này. Xong chậm này. Về bình thường này. Ừ, được chưa ạ? Tất cả là chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Đấy được. Chúng ta có thể xóa cái nhịp này đi. Nếu mà không không thích, chúng ta nhấn vào đây để chúng ta xóa cái nhịp này đi. Được chưa ạ? Hoặc là chúng ta có thể thêm cái nhịp vào đây. Đấy, chúng ta thêm cái nhịp vào đây nếu chúng ta muốn. Được chưa ạ? Đó. Nếu mà chúng ta đồng ý thì chúng ta nhấn vào tích. Ok. Đó, như vậy là về tốc độ là chúng ta cũng có thể thay đổi những cái tốc độ là khiến cho cái video của chúng ta nó hấp dẫn hơn, nó hay hơn. Cái chỗ nào mà không cần thiết thì chúng ta tua nhanh nó đi. Chỗ nào mà cần nhấn thì chúng ta cho nó chậm lại. Đấy thì nó hoặc là nó tùy vào cái âm nhạc. Cái âm nhạc ở cái đoạn đấy nó dồn dập thì chúng ta nhanh lên. Cái đoạn đấy nó chậm rãi, nhạc nó chậm rãi thì chúng ta lại gì ạ? Cho nó chậm lại. Đó. Ok nhá, đấy là về phần tốc độ.